Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm qua mình có đưa lên một cái video nói về cái sự việc và là khoa BUR bị một cái khách sạn lớn 5 sao gạt tiền và cái cách cư xử của họ với khách hàng không có được tốt á. Thì có nhiều luồng thông tin họ bảo là mình nói sai sự thật. Có nhiều người họ đã đến cái khách sạn đó rồi và đã giống như là tận dụng sử dụng dịch vụ ở đó rồi, và cái dịch vụ ở đó rất là tốt chứ không giống như những lời mà các bạn nói trên mạng. Thì cái vấn đề này không phải là nói là cái khách sạn nó tốt hay là không tốt. Nếu như khách sạn đó nó đã có một cái quá trình, một thời gian rất là dài mà để gây dựng lên một cái thương hiệu 5 sao như vậy, thì tất nhiên là cái khách sạn đó nó đã có rất là nhiều cái quy trình và một thời gian khá là dài được lòng du khách nước ngoài, đúng không, hoặc là du khách trong nước. Và vấn đề ở chỗ này là mình nói là trong cái trường hợp đó là những nhân viên đó cư xử với khách hàng như vậy, chứ mình không nói là cái công ty đó từ trước đến giờ luôn cư xử với khách như vậy, là mình nói về một cái cá thể của những người đó thôi. Cho nên là đưa lên là nói là các bạn biết không, giống như ngày trước mình là khách bán hàng ở Sài Gòn mà mình bán tiệm vải rất là lớn. Khi mà mình bán hàng, có bữa mình vui, mình gặp được cái người khách nó rất là dễ thương thì mình cũng vui vẻ hòa đồng dễ thương. Nhưng mà có nhiều cái khách nó âm binh lựu đạn thì mình cũng bực bội và mình cũng phải xử lý những cái người đó theo cái cách riêng của mình thôi. Cái đó là mình nói là nó nằm ở một cái trường hợp thôi, chứ mình không nói là tổng thể cái khách sạn đó là từ trước đến giờ là nó như vậy. Cho nên mong các bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi phán xét người nào đó. Nhưng mà mình cũng rất quý trọng những người mà đã nêu lên cái cảm xúc và nêu lên cái ý nghĩa và giống như là cái cảm nghĩ về cái này, tranh luận cùng với mình. Chứ mình không phải là ghét tất cả các bạn, mình chỉ nói lên cái quan điểm của mình thôi. Mình luôn yêu quý những người cho mình cái comment và những ý kiến đó. Và ngày hôm nay mình sẽ cập nhật thêm một cái thông tin nữa là về cái vụ việc này. Vì lỡ đưa cái thông tin cho các bạn rồi thì mình biết là những người họ theo dõi cái kênh của mình thì họ sẽ muốn biết thêm về cái chuyện này nó diễn biến ra sao. Thì ngày hôm nay là mình cập nhật cái thông tin là 4 giờ trước, bây giờ hiện tại là bên Mỹ là 12 giờ 53 phút trưa. Thì Khoa, Nguyễn Anh Khoa đã cập nhật 4 giờ trước là cái bài viết như sau, là mình chính thức thông báo sau thư xin lỗi của resort Aroma. Mình chính thức thông báo sau thư xin lỗi của resort Aroma thì bên mình đã gọi lên ngân hàng và xác nhận tiền đã được hoàn trả chưa, và đã được ngân hàng xác nhận là tiền đã được hoàn trả vào tài khoản. Đến đây mình xin chúc mừng các bạn, những người tiêu dùng thông thái đã lên tiếng bảo vệ lẫn nhau, giành lấy quyền lợi và dành phần thắng thuộc về các bạn, không phải mình. Vì thế mình sẽ dùng số tiền 2 triệu này để phát thẻ trên video vào ngày mai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Về phần resort Aroma đã có thông báo xin lỗi chính thức và mình cũng đã nhận được số tiền hoàn trả. Vụ việc đến đây đã kết thúc. Các bạn không nên đánh giá rớt sao của resort Aroma nữa, để resort Aroma có thời gian thay đổi và sửa chữa. Về việc các bạn đòi đuổi chị áo đỏ thì các bạn mới chấp nhận, mình thấy không nên vì chị ấy đang có bầu, không nên gây áp lực chị ấy quá nhiều. Có thể tâm lý do lúc mang thai không ổn định để chị ấy có thể có việc làm đến khi nghỉ thai sản và hưởng chế độ bảo hiểm. Trách nhiệm mình muốn nói ở đây là đốc resort Aroma khi mà đến tận 6 ngày vẫn không thông báo gì cho mình. Về vấn đề resort Aroma, mình có đôi lời muốn gửi đến và cũng như thông báo cho các bạn theo dõi kênh của mình. Thứ nhất, về việc các bạn nói mình hãy cẩn thận coi chừng sập bẫy và bị lật kèo như các vụ cá nhân tranh chấp và doanh nghiệp trước đây, mình xin khẳng định tài liệu và chứng cứ mình gửi cho phía bên công an xác minh rồi, và từ những ngày đầu phía luật sư cũng đã tư vấn
phía bên luật sư cũng đã tư vấn vào cuộc mấy bữa nay rồi, và mình không khởi kiện, chỉ muốn nhận lời xin lỗi từ phía ban giám đốc resort Aroma. Mình gửi các bằng chứng cho phía công an để sau này nếu có việc lật lọng thì bên mình chủ động luôn. Có nhiều bằng chứng mình không show lên đây được, vì vậy vì đây là nghiệp vụ để khởi kiện thắng sau này. Thứ hai là các bạn cũng không nên tìm kiếm thông tin ai đứng sau resort Aroma cũng như ai đứng sau mình để làm gì cả. Cơ ai to hơn làm gì. Đây là giải quyết mâu thuẫn hai hướng hòa giải, không phải một mất một còn mới kết thúc sự việc được. Sự việc đã được giải hòa, tiền đã được hoàn trả, thông báo xin lỗi chính thức cũng được đưa ra. Rất mong các bạn hãy để sự việc lắng xuống. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Cái những sự việc này á, thì mình không phải là mình đánh đồng tất cả, hoặc là mình chỉ trích thẳng cái resort đó, nhưng mà mình chỉ nói lên cái quan điểm khi mình xem cái video đó, mình cảm thấy bức ức chế và bức xúc khi mà nhân viên phục vụ lại tỏ những cái thái độ như vậy. Và ngày trước mình đi du lịch á, và mình đi chơi những cái chỗ mà khác á, mình đi mướn khách sạn á, ví dụ như mình đi Châu Đốc rồi đi với mấy người trong gia đình rồi đó, thì cái cách phục vụ của người ta hả, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng nghỉ dưỡng của cái người đó. Họ muốn đi nghỉ dưỡng chứ không có nghĩa là họ muốn đến đó để cho bạn chút giận lên cái con người của họ. Vì họ có tiền họ đi nghỉ dưỡng mà, chứ đâu có nghĩa là họ đi đến đó để cho các bạn bạn bực bội rồi bạn bực dọc rồi bạn chút lên đầu người ta. Bởi vì người ta mới, tại sao hồi xưa giờ ông bà xưa lại có câu nói là khách hàng là thượng đế, là lý do tại sao, tại vì cái người đó đem tiền đến cho mình chứ không phải là cái người đó đến xin tiền của mình, cho nên á mình phải tôn trọng người ta, trừ khi cái người ta lu manh ba đá, người ta cà chớn cà cháo thì mình mới dùng những cái biện pháp mạnh để mình xử lý họ. Còn cái này là giống như là mướn phòng, mà cái phòng đó là giá 2,2 triệu, nhưng mà khi đưa vào là đưa vào cái phòng 1,5 triệu. Thì có rất nhiều trường hợp họ đi du lịch và họ thấy giống như là khi họ bốc lịch á, khi mà họ có được cái phòng thì đi vô là một là cái phòng 2,2 triệu đúng không, nhưng mà khi đưa vô là phòng 1,5 triệu. Thì có nhiều người họ nói ủa sao mà mình mướn cái phòng mắc quá mà mình đưa vô mình cái phòng tệ quá như vậy đó. Thì bạn Khoa là người hay đi khách sạn chơi và mướn đồ, và bạn ấy truyền đạt kinh nghiệm này cho tất cả mọi người. Giống như đợt đó mình cũng đi mướn một cái khách sạn nữa mà mình không biết là mình có bị lừa như bạn Khoa hay không, thì mình cũng không biết, tại vì thực chất ra là mình không có vào những cái khách sạn đó nhiều, cho nên mình không biết được là cái khách sạn nó đẹp như vậy hay là nó xấu như vậy. Nhưng mà lúc đó mình bốc cái khách sạn đó thì mình thấy cái hình ở trên khách sạn họ đưa lên là nó giống với cái hình ở trong cái phòng mà mình mướn, thì mình nghĩ là cái đó là họ làm đúng sự thật. Còn cái này là Khoa đã biết là cái tấm hình mà khi mà Khoa coi trên mạng 1,5 triệu nó khác, và cái phòng 2,2 triệu nó khác, cho nên khi Khoa đến đó và Khoa phát hiện ra được là cái phòng này thật sự không phải như những lời cái của khách sạn đã nêu trên quảng cáo, thì bạn ấy khiếu nại là chuyện bình thường. Đó là cái kêu bằng cái quyền lợi của cái người tiêu dùng. Ví dụ như bây giờ họ bỏ cái đồng tiền ra, thay vì các bạn bỏ cái đồng tiền ra các bạn mua cái iPhone 10 mà tự nhiên người ta đưa cho các bạn iPhone 7, các bạn chịu không? Tất nhiên là các bạn họ không chịu rồi, các bạn phải đòi lại cái sự công bằng cho mình chứ, đâu có phải là muốn muốn nói gì nói rồi muốn đưa gì đưa. Đó là cái quan điểm riêng của mình thôi. Thì hả, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye, hẹn gặp lại mọi những video sau nhé.